Điều xoay động đến từ lớp Táo Đỏ. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ những cô nàng rất duyên dáng và qua điệu múa đèn lồng. Vâng ạ, với tất cả các loại đèn như đèn ông sao, đèn lồng hay là đèn cá chép thì những cái loại đèn trung thu luôn luôn là cái món quà mà các bạn nhỏ rất là yêu mến. Và dựa trên những cái món quà này thì các bạn nhỏ đến từ lớp Teddy chúng ta cũng sáng tạo lên những cái điệu múa rất là uyển chuyển mượt mà. Và chúng ta cùng thử nhìn lên sân khấu và cùng cổ vũ các bạn lớp Teddy để xem là ngày hôm nay các bạn sẽ thể hiện những điệu múa đèn lồng như thế nào nhé. Và có thể nói rằng một món quà trung thu của trường Sao Biển rất là đặc biệt trong suốt một tuần vừa qua, với tất cả những cái sản phẩm mà các con được tạo ra và được các cô giáo cũng như là phụ huynh tổ chức các buổi tiệc liên hoan, thì món quà lớn nhất trong ngày hôm nay đó là các con được trải nghiệm một cái sân khấu rất là đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là sự thành công của các con trong các tiết mục biểu diễn của mình. Và có thể nói phần quà tinh thần, phần quà trải nghiệm là những phần quà có ý nghĩa hơn rất là nhiều với những phần quà về vật chất. Và hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong rằng quý vị phụ huynh cùng chia sẻ quan điểm giáo dục cũng như quan điểm về dạy dỗ các con trong nhà trường. Và một lần nữa xin được hướng lên sân khấu để chào đón các cô bé và chúng ta nào. Xinh đẹp có vẻ như là giống như là những chị hàng nhà hai ý đang xuất hiện từ cung trăng, cầm trên tay những chiếc đèn lồng đỏ rất là duyên dáng. Phía dưới sân khấu chúng tôi rất là vui và phải nói rằng là rất là phấn khởi để có thể là tạo ra những cái sản phẩm nghệ thuật và được chính bàn tay của các con thông qua sự dìu dắt và tập luyện các cô thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Với tiết mục múa đèn đèn thế này thì phải nói rằng các con đã rất là cố gắng trong cái độ tuổi của mình.
đến từ các con lớp Teddy và cùng chia tay với lớp Teddy. Xin mời quý vị phụ huynh chúng ta cùng quay trở lại với các tiết mục văn nghệ. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ hình tượng thằng Bờm qua bài ca dao rất quen.